Chào cả nhà nhé, vườn theo cái cảnh thợ này đào hai cây chay cây vú sữa đây. Hàng bim bim, vanh được 50 không? Vanh cách men 50 nhé, đẹp chưa? Ôi, ổi không chơi. Ôi ổi, ổi qua lại cũng bị rỗng à, bảo mua như mình nữa. Tại đẹp nhé. Để đâu rồi? Đào xong rồi á, đây. Đào sao xong tối mò ấy. Ui ôi. Muốn sang buổi sáng xong một cây á, cả ngày chứ. Đây dạ. Khoán nhưng mà cả ngày có xong không? Xã nửa ngày thì không xong được. Đào. Khoán 500 một cây à? Thế thì làm cả ngày thì lại không ấy, phải làm nửa ngày thì chết à, nhanh thế à? Đã 500 một cây à, 8 công ấy. Khoán này bọn nó đào đến trưa thì lại giả lại tiền à? Xin lại tiền à? Khoán 500.000 công này giờ nó đào xong nửa ngày thì mình giả nó bớt lại tiền chứ. Ba cây hai cây chay nhé các bạn nhé. Cái này chuyển thẳng nhờ, chuyển thẳng các khách luôn ấy. Năm trăm một cây, lưới 300 nữa, lưới 200 nữa, và 700. 8 bán hàng nhanh lắm, duyên đấy. Đây là cây của ông em nhá, cả nhà mình nhá. Ông ấy bán giao lưu về, cây này về đâu nhỉ? Biết địa chỉ chưa? Bắc Giang gần thôi, ừ, Bắc Giang thì đấy, độc bán cho các nhà vườn nhé. Đấy, khai thác của dân thì bán lại, giá rất là hợp lý. Các bạn cần cây gì cứ alo nhé. Đấy, cho mẹ trông. Làm đấy buổi sáng xong rồi cắt căng luôn. Ôi ôi, sao mà khoán rồi? Khoán 500 tiền công đào thì đào này thì nửa ngày xong chết dở. Nhanh quá. Này nắng lắm, mệt lắm. Ok nhé. Mình làm thì yêu nghề chứ mình tính toán thì lỗ lãi. Cái tính toán lỗ lãi. Lãi 200 là ấm rồi. Nhưng mà có tiền bán về ông lãi 200, đãi nó 300.